trang phục đơn sắc, monochrome, thường thu hút vì tạo được cảm giác sang trọng, thanh lịch. Hà Tăng, Thanh Hằng, Miu Lê, Hoa hậu Tiểu Vi là những người đẹp trung thành diện đồ đơn sắc với những cách mix match ấn tượng để biến hóa đa phong cách. Theo dõi trang cá nhân của Hà Tăng thì thấy cô luôn thích diện trang phục đơn sắc. Kiểu váy hai dây bèo nhúng chiếc eo phối cùng túi sách và giày búp bê cùng tông mang đến vẻ đẹp trẻ trung, duyên dáng cho nàng, ngọc nữ. Hà Tăng trọn bộ váy màu nâu sáng chễ vai, dáng dài kín đáo, thanh lịch, đi sang đan cao gót, xõa tóc dài và trang điểm tông nu đầy thu hút. Thanh Hằng là mỹ nhân chuộng các thiết kế đơn sắc, cô chủ yếu chọn những gam màu trung tính như trắng, đen, xám, mix mát hài hòa tạo nên tổng thể chất miễn bàn. Mẫu váy đen hai dây ôm sát được, chị đại làng mốt phối cùng dày sục, tất cao cổ, mũ bút két, túi sách hát tuổi. Để mặc một bộ cánh màu đen từ trên xuống dưới với áo thun, quần suông, giày ốc phót mà không nhàm chán, Miu Lê đã khéo léo trọn đeo chiếc túi mini màu trắng họa tiết của LV tạo điểm nhấn. Với xếp đồ màu trắng gồm áo thun, quần kaki, nữ ca sĩ trọn phụ kiện giày ốc phót và túi kẹp nách cùng tông đen đến từ nhà mốt Prada. Học trò Thanh Hằng, Bùi Linh Chi cũng là tín đồ của xu hướng thời trang đơn sắc. Xếp đồ trắng toàn tập từ áo sơ mi tay bồng, chân váy xếp ly được mix cùng giày cao gót thắt dây, túi sách và mắt kính mang đến diện mạo, tranh xả cho nàng mẫu. Cô nàng ghi điểm với phong cách gợi cảm khi diện mút trước tóc đang dây khoe eo thon, cuối cùng chân váy xẻ tà, túi mini và giày quai mảnh chuẩn chỉnh. Tiểu vi không đứng ngoài xu hướng trang phục đơn sắc khi hè này nàng hậu thường xuyên khoe ảnh với những bộ cánh một màu. Chiếc đầm đen cúp ngực, dáng xuề được tiểu vi mix cùng túi sách màu trắng, mắt kính đen toát lên vẻ sang cảnh. Diện chiếc đầm dài quá gối với thiết kế hở lưng, tiểu vi chọn đôi bút da màu đen hầm hố phá cách tạo điểm nhấn la theo việt nam nét